Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Nhà đẹp Apollo Việt, đơn vị thiết kế thi công trọn gói uy tín chất lượng hàng đầu Việt Nam. Ngày hôm nay, Hải Vân sẽ mang đến cho quý vị toàn cảnh không gian sống sang trọng của gia đình chú Toàn tại Thường Tín, Hà Nội. Hãy cùng đón xem ngay sau đây nhé! Để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào, quý vị hãy nhanh tay nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để hàng tuần cùng với chúng tôi cập nhật thêm nhiều không gian sống đẹp hơn nữa nhé! Ngắm nhìn ngoại thất căn nhà, quý vị có thể thấy thiết kế ngoại thất công trình nhà mái Thái 3 tầng hơi hướng tân cổ điển hiện lên với những hình khối vững chắc. Thiết kế căn nhà mang phong cách châu Âu tinh tế nhưng được các kiến trúc sư tối giản đi những chi tiết hoa văn cầu kỳ, mang đến sự thanh lịch cho ngoại thất căn biệt thự. Ngoại thất căn nhà là sự xếp chồng của các hình khối, cùng với đó là các hệ cột tinh tế, nhẹ nhàng, mang đến tổng thể công trình vững chắc, nổi bật vô cùng so với không gian sống xung quanh. Ngoại thất của căn nhà sử dụng lớp sơn màu trắng tinh khôi, có khả năng bắt sáng tốt. Quan sát phối cảnh căn nhà, quý vị có thể thấy thiết kế hệ mái Thái có sự cân đối đều giữa hai bên. Với hệ mái Thái quen thuộc, được du nhập vào nước ta từ rất sớm, được rất nhiều người dân sử dụng, không chỉ bởi công năng khoa học mà còn có tính thẩm mỹ cao. Đến với mặt tiền của căn nhà, quý vị có thể thấy thiết kế hệ thống 5 bậc tam cấp dẫn vào nhà, được ốp đá vân mây đẹp mắt, vừa đảm bảo công năng sử dụng, dễ dàng vệ sinh cho ngoại thất căn nhà. Thưa quý vị, mặt tiền của căn nhà được bố trí với hệ thống cây xanh đối xứng hai bên, tạo nên không gian sống xanh mát cho các thành viên trong gia đình. Thiết kế phần sảnh của căn nhà với hệ cột vuông vững chắc mang đến sự bề thế cho ngôi nhà. Ngước nhìn lên tầng 2, 3 của căn biệt thự, quý vị có thể thấy là thiết kế hệ cột tròn tinh tế, nhẹ nhàng, chạy thẳng từ tầng 2 lên tầng 3, giúp kết nối không gian ngoại thất căn biệt thự. Không chỉ sở hữu ngoại thất bắt mắt, thu hút phần công năng của căn nhà cũng được các kiến trúc sư thiết kế vô cùng khoa học, đảm bảo tối đa nhu cầu sử dụng cho gia chủ, đồng thời còn được bố trí chuẩn phong thủy. Sau đây thì mời quý vị cùng tham khảo mặt bằng công năng tầng 1 của căn biệt thự này nhé. Tầng 1, phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh chung, phòng ngủ master. Tầng 2 gồm có phòng ngủ master, 2 phòng ngủ thường và nhà vệ sinh chung. Tầng 3 thì có phòng thờ, phòng ngủ thường, sân chơi, thể thao và nhà vệ sinh chung. Bước chân vào không gian phòng khách của căn nhà, quý vị có thể thấy là không gian rộng rãi và vô cùng thoáng mát. Chúng ta thì có thể thấy không gian phòng khách căn nhà của chú Toàn hiện lên với màu sắc chủ đạo là màu trắng, đem đến sự tinh khôi, thuần khiết và sang trọng. Điểm tô một chút màu vàng ấm của đèn chùm, đèn trang trí và màu nâu của bộ bàn ghế gỗ đã giúp cho không gian phòng khách ấm áp và tươi sáng hơn rất là nhiều. Tường phòng được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế đến từng đường nét. Cầu thang lên tầng được làm sâu vào bên trong, tạo ra không gian thoáng đãng, giúp ăn gian diện tích phòng khách hơn. Đi hết gian phòng khách chính là gian phòng bếp của gia chủ. Là một người yêu thích sự đơn giản, nên chú Toàn muốn có một gian phòng bếp không rườm rà nhưng vẫn toát lên được sự thanh lịch, sang trọng vốn có của căn bếp mang phong cách tân cổ điển. Giống với phòng khách, phòng bếp, chúng tôi cũng chọn màu sơn trắng làm gam màu chủ đạo cho đồng bộ với cả ngôi nhà. Kết hợp với cách bài trí nội thất gọn gàng, đơn giản, tạo nên một phong cách vừa hiện đại lại vô cùng trang nhã lịch sự. Phòng ăn nổi bật nhờ bộ bàn ăn hình chữ nhật, chất liệu gỗ với những góc cạnh vuông vức, chắc chắn. Mặt phẳng rộng với chiều dài, rộng, vượt trội cho phép bàn chữ nhật có thể bày và phục vụ nhiều món một lúc. Đèn thả trần bàn ăn tạo điểm nhấn mang lại không gian ấm áp và lãng mạn cho nhà bếp. Ánh sáng hài hòa giúp cho các món ăn trở nên đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Sự sắp xếp nội thất phòng bếp của kiến trúc sư rất được chú Toàn ưng ý bởi hợp với phong cách tối giản độc lập của chú. Có phòng khách để tạo ra những cuộc gặp gỡ, có phòng ăn để gắn kết tình cảm giữa các thành viên, đương nhiên phải có phòng ngủ để xua tan đi những mệt mỏi sau một ngày dài làm việc vất vả. Giường ngủ gỗ được thiết kế với hình dáng thông dụng, pha chút đường nét uốn lượn ở thành giường, tạo nét đẹp trong không gian phòng. Bàn trang điểm với chiếc gương soi dạng oval tạo cảm giác nhẹ nhàng, mềm mại khi ngắm nhìn. Gam màu chủ đạo của căn phòng ngủ master là màu trầm, từ màu sơn tường, màu nâu của đồ gỗ cho đến màu ga giường, rèm cửa, thảm trải sàn thì đều là những gam màu tối, đem lại sức cuốn hút khó cưỡng. Nó đem đến sự trầm lắng sâu sắc, nên nhà sử dụng đá hoa nâu mang lại cảm giác đáng tin cậy, an toàn và gợi lên vẻ sang trọng. Từ màu sắc cho đến bố cục không gian phòng ngủ toát lên sự yên bình, thoải mái, ấm áp sẽ là nơi giúp bạn có những giấc ngủ ngon, xua tan đi mệt mỏi của một ngày dài. Như vậy, quý vị vừa được chiêm ngưỡng ngoại thất cùng nội thất sang trọng, đẳng cấp của mẫu biệt thự mái Thái 3 tầng vô cùng sang trọng tại Hà Nội.
Nếu quý vị mong muốn sở hữu cho mình một mẫu thiết kế như vậy, hãy liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0962 368 892 hoặc 033 45 111 35 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất. Cuối cùng, nhà đẹp Apollo Việt chào và chúc sức khỏe quý vị. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại!